Các bác, chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cu Bồng TV Điện Máy Trang Huê. Ngày hôm nay phải nói là lên một mã sản phẩm giá siêu rẻ phục vụ quý khách hàng em luôn. Đây, con máy khoan đầu kẹp 13 ly. Các bác có thể nhìn giúp em. Chỉ có khoảng tầm 5-6 bộ thôi nhá, mã chỉ có 5-6 bộ thôi. Đây nha, bình thường với một con máy khoan đầu kẹp 13 ly này, một thân máy này, hai quả pin 10 cell chân phổ thông cho em nhá. Rồi, một sạc hộp đựng cho em đầy đủ phụ kiện, đầy đủ như này nhá, đầy đủ như này. Bình thường bán rẻ nhất tầm khoảng hơn 900 ngàn, 950 đến 900. Ngày hôm nay nguyên một bộ cho em. Một máy, hai pin, một sạc. À. Đầu kẹp 13 ly, các bác muốn khoan sắt, khoan gỗ này, bắn vít, bắn tôn hay là có búa để hỗ trợ bác khoan tường đều rất ok. Bình thường con này thì sẽ là đề Watt hay là Navara mà hiện tại không còn tem. Thanh lý nốt cho các bác nhé. Một máy, hai pin, một sạc, rồi dây đeo, rồi là hộp đựng luôn nhá. Mang đi làm rất ok này. Rồi. Thân máy thì chân pin phổ thông, chân pin M21, chân pin Makita, nên các bác có thể tận dụng cái quả pin này, dùng được thân quạt, thân đèn, rồi dùng được những thân bu lông chuyên vít hay đầu kẹp đều rất là ngon nhá. Đầu kẹp 13 này cho em về khoan sắt, khoan gỗ, bắn vít, bắn tôn hay búa để hỗ trợ các bác khoan tường rất ok. Rồi hai cấp tốc độ, điều chỉnh tốc độ này. Hai cấp chỉnh tốc các bác có thể điều chỉnh cho em. Con này có 20 cấp trượt và 3 chức năng. Motor brushless không chổi than, có đèn led soi sáng, có gạt đảo chiều cho bác nhà em luôn. À, mà nguyên một bộ này ngày hôm nay bán tới tay khách hàng nhà em. Đây, nguyên bộ như em cầm luôn các bác nhá. Một máy, hai pin, một sạc và có hộp đựng này. Tới tay các bác nhà em có 750 ngàn thôi. 750 ngàn là em bao phí vận chuyển. Bình thường mã này 950 luôn. Ngày hôm nay còn 6 bộ bán luôn cho bác 750 này. Bao phí vận chuyển cho bác luôn. Nhận hàng đều được kiểm tra hàng cho em trước thanh toán này. Đây rồi một cái bộ khẩu. Bộ khẩu này thì em bán rất rất nhiều luôn rồi. Thứ nhất là có cần tự động này. Thứ hai có một cái tay nối dài. Còn này chắc em cầm rất là đông mất rồi. Nhưng mình thường bác mua sẽ có tay nối dài nhá. Đây là khẩu. Khẩu từ 8 đến 24 cho em. Toàn bộ đều là khẩu thông dụng. Về nhà các bác siết ốc này, siết đồ lặt vặt rất là ngon. Hoặc là các bác nhà em bỏ vô cần tự động bác siết, hoặc là bỏ vô máy đầu siết bu lông, máy 1/2 là ok. Nguyên bộ này cho em 180 ngàn thôi. 180 là em bao phí vận chuyển luôn. Làm bằng thép CRV qua nhá. Nhận hàng được kiểm tra hàng cho em trước thanh toán này. Và đây này, một cái mã sản phẩm này. Và đây này, lên luôn cho em qua nhá. Lên luôn cho em. Nguyên một bộ sản phẩm. Đấy, con máy siết ốc mở bu lông nha. Đầu kẹp 1/2. Rồi, vừa có thể vặn vít vặn tôn mà vừa có thể siết ốc luôn. Một thân máy này. Hai quả pin 10 cell nhá, một quả em gắn vô máy này và một quả đây. Chân phổ thông này, có sạc này, có sạc cho em nhá. Có hộp đựng, có khẩu 22 đi kèm, còn có cả dây đeo luôn. Con này về các bác siết mặc bu lông, bắn vít bắn tôn cực kỳ ngon luôn. Lực của nó là hơn 300 nm. Màu vàng thì sẽ có chữ là XR, còn màu xanh thì sẽ có chữ là BL cho em. Con này có hai cấp chỉnh tốc, em này tốc nhanh nha, tốc chậm hơn cho em này. Đó, tốc nhanh này. Có gạt đảo chiều cho em. Ba đèn led thì siêu sáng, motor bầu roulette không chổi than. Con này về siết ốc, mở vít, mở bắn tôn, ok. Đấy, và các bác muốn khoan, cắm trực tiếp mũi khoan năng vô đây là các bác có thể khoan được luôn cho em nhé. Khá là tiện dụng với con siết ốc này. Về nhà sửa chữa đồ trong gia đình hay là các bác nhà em siết ốc bánh xe đều khá là ok. Và con này là còn chân pin phổ thông nha, chân M21, chân Makita, khoảng cách hai chân pin này là các bác có thể tham khảo luôn. Con này tới tay quý khách hàng nhà em, nguyên bộ sản phẩm của nó, một máy, hai pin, một sạc và có khẩu 22 kèm. Nguyên bộ sản phẩm như thế này cho em nhé. Em cầm như này. Rồi, tới tay khách hàng em 650 thôi. 650 ngàn là bao phí ship. Nhận hàng đều được kiểm tra hàng cho em. Còn nếu các bác nhà em, nếu mà đã có pin đầy đủ hết rồi, chỉ cần một cái thân máy. Thân máy siêu con này khá ngon. Khá ngon mà giá rất rẻ. Có 299 cành thôi. 299 cành. Rồi, thì tham khảo cái mã thân siêu ốc này. Đầu rỗng 2-1, về bắn vít, bắn tôn, siết ốc đều rất là ok nha. Nhỏ gọn nhưng mà khá là khỏe luôn, của nó hơn 300 nil nhá. Được là hơn 300 nil luôn. À đây, là cái mã máy
lên cho em một cái bộ phụ kiện mài khuôn 100 món 100 chi tiết. Má này thì các bác mài khuôn, mài chai, mài mỹ nghệ rất là ok, làm đồ trang sức các kiểu. Đây, có hộp đựng thế này này. Con này thì công suất của nó là 200W, hàng của King Pro, công suất 200W này. Vòng tua từ 8.000 đến 32.000 vòng cho em. Có thứ nhất là các cái giấy ráp này, thứ hai là chổi đánh kẽ này, chổi đánh bóng, chổi làm sạch cho em nhá. Đầy đủ phụ kiện này. Gọi là mài khuôn 100 món 100 phụ kiện mà. Đây 6 cấp chỉnh tốc thì các bác có thể là điều chỉnh đây. Núm xoay điều chỉnh tốc độ cho em. Rồi, núm xoay chỉnh tốc đây nha. Và con này có một tay nối dài. Các bác nối này thì các bác chỉ cần cầm này thôi là làm việc nó đỡ bị mỏi tay luôn. Mài khuôn 100 món mình thường bán 550. Ngày hôm nay bán tới tay khách hàng như em 500 ngàn. 500 ngàn cho em nhá, bao phí ship 500 ngàn thôi, bao phí vận chuyển này. Rồi một là một mã sản phẩm này. Rồi, mã sản phẩm con máy mài góc. Mài góc của Marula, hàng công ty nhá, thuộc thương hiệu con của Hukan. Con này thì có 6 cấp chỉnh tốc luôn, công suất của nó lên đến là 930W, mã máy là AG1930CT. AG1930CT nhá, hàng của Marula. Con này thì nguyên hộp ở đây. Máy thì luôn luôn được đi kèm thứ nhất cho em này. Thứ nhất là dụng cụ chắn lưỡi này. Thứ hai là tay mở lưỡi và thứ ba là tay cầm phụ. Và con này lại còn có tặng kèm các bác luôn là một đôi chổi than đi kèm luôn nhá. Hàng của Marula ngày hôm nay hoan hỉ cho khách hàng nhà em luôn. Con này giá rẻ còn chương trình hấp dẫn luôn. Mã máy mài góc Marula có 6 cấp chỉnh tốc tới tay khách hàng bên em chỉ với giá là 430 ngàn. 430 ngàn mua một tặng 10 luôn. Tặng 10 luôn các nhá, tặng một gọi là 10 viên đá cắt, tặng 10 viên đá cắt sắt luôn đúng không nhá. Về nhà các bác có đồ các bác dùng luôn. Con này thì công suất của nó 930 mà. Công suất cực kỳ lớn mà giá tầm này thì quá là rẻ luôn các bác ơi. Rồi các bác lên cho em một bộ máy xiết ốc mà bu lông mới về này. Đây, con này à. Rồi, ok xem luôn cho em hàng của Himoki. Mã này em bán cực kỳ nhiều luôn các bác nha. Bán rất rất nhiều vì giá tầm này nó quá là ổn áp luôn. Quá ngon các bác mà thợ thuyền làm công trình chiến ấy. Cần con máy ngon chất lượng mà giá rẻ tham khảo cái này cho em. Ủa. Đây nha các bác ơi. Thì trước mắt các bác đây sẽ là con máy xiết ốc mở bu lông của Himoki. Con này lực của nó lên đến là 650 Newton luôn. Rồi thì em sẽ mở ra xem mà trong nó có những gì nhá. Wow, một hộp đựng của nó này. Rồi, các bác có thể xách ngang này, mang đi làm công trình công trường cũng được. Himoki họ bảo hành 6 tháng luôn nhá. Wow, rồi lên cho em này. Thứ nhất này thì sẽ có một cái dây đeo này. Rồi, một cái thân máy của nó. Thân máy con này, nguyên cái thân máy của nó nặng phải khoảng tầm là cân 9 luôn, 1 kg 9 hay 2 kg luôn nhá. Có cái lớp cao su bọc bên này. Thì nói chung là nó sẽ bảo vệ được cái lớp đầu. Đầu này nó sẽ tránh xây xước, chảy xước các bác nha khi làm việc nha. Hai quả pin. Quả pin 10 cell 4A mà dung lượng của nó 4A này, lại còn có 4 MOSFET, mạch 4 MOSFET vô tải không ngắt mạch cho em. Hai khối chân pin phổ thông, chân pin M21, chân pin Makita luôn cho em nhá. Vô lại cả sạc nhá. Sạc bàn. Rồi, sạc bàn của Himoki và có cả khẩu 22. Con bu lông nào cũng sẽ có khẩu 22 luôn các bác ạ. Bốn cấp chỉnh tốc luôn bác nhá, tốc 1 này, tốc 2, tốc 3 và tốc thứ tư cho em. Quá khỏe luôn. Quay lực của nó lên đến là 650 Newton và bu lông đầu đặc các bác chuyên siết ốc này, mở ốc bánh sau xe ga, ốc máy cày, máy nổ, ốc ô tô đều rất là ngon luôn. Quay là em có video test thử mở ốc ô tô cho bác xem rồi. Cực kỳ ngọt. Mà nguyên một bộ sản phẩm này cho em tới tay quý khách hàng chỉ có là 1.350.000. Các bác mua hàng này, rồi thứ nhất này thì sẽ được tặng cho em 1.350 mà còn được tặng cái gì ạ? Một tặng một đầu chuyển vít. Rồi thì khi bác muốn bắn vít, ok. Một đầu chuyển khoan cho em để khi bác muốn khoan tường các kiểu. Và tặng luôn cho quý khách hàng nhà em một cái thân đèn. Một thân đèn 48W có hai tốc độ để điều chỉnh nha các bác. Wow, con này phải nói rất là sáng luôn. Các bác một pin các bác lắp vô máy bu lông. Một pin các bác có thể là lắp vô đèn cho em nhé.
Đợt này đi làm trời tối không sợ luôn, ngoài Bắc tầm buổi tối tầm 5 giờ bắt đầu tối luôn là các bác có thể bật đèn, các bác vẫn có thể làm việc được luôn này. Còn ngoài ra thì nhiều khi mà thời tiết mất điện rồi có thể sử dụng đèn luôn cho em. Nhà mà có công việc mà làm buổi xa xa tối tối mà khó dòng với điện lấy cho em ở đây rồi nha. Một, tốc độ của nó tương ứng sáng 16 bóng và tương ứng là 27W cho em. Và thứ hai là hai cấp này. Thì con này là tương ứng sáng là 30 bóng và tương ứng là 48W cho em luôn các bác nhá. Đèn 48W có hai cấp này. Có hai cấp để điều chỉnh nhá. Con này tặng luôn cho bác này, khi bác mua con bù lông 650 new của Himoki tặng luôn cho bác là cái thân đèn luôn, quà tặng chị. Quà tặng con này trị giá cả hơn 200 ngàn, gần 300 ngàn luôn cho em nhá. Máy siết ốc bu lông Himoki 650 new tới tay khách hàng bên em 1.350.000 bao phí vận chuyển luôn, khách hàng kiểm tra vô tư luôn các bác. Đấy thì ngày hôm nay chương trình con này rất là lớn luôn, một máy hai pin, một sạc hộp đựng và đồ nghề quá là nhiều luôn các bác nhá. Rồi, đầy đủ đồ nghề thế này cho em thôi, cho em luôn mà giá tới đây các bác có 1.350.000. Và những con máy khoan đầu kẹp, con máy siết ốc rồi là mài khuôn giá cũng rất là rẻ luôn các bác ơi. Nên là các bác nhà em mà có nhu cầu mua sản phẩm nào có thể alo trực tiếp cho bên em qua tất cả các đầu số em để trên màn hình nhá. Đó là 0929 này 826628 hoặc 0982 826628. Thì cửa hàng nhà em ở Lý Nhân Hà Nam, các bác ở gần cũng có thể qua trực tiếp cửa hàng để xem hàng, test hàng và mua hàng các bác nhá. Và em xin kết thúc video tại đây. Xin chào tất cả các bác ạ.